Chào các bạn, hôm qua thì mình lướt Facebook thì cũng vô tình thôi mình coi được một cái clip của anh kia, thì nhưng mà vì tới vậy nên mình không có nói tên ra. Thì đại khái cái clip của ảnh là khuyên mình nên suy nghĩ kỹ trước khi xăm. Thì anh cũng nói khá là nhiều luôn, đại loại như là hả, là người yêu hay là đang cặp bồ thì không có nên xăm tên nhau, vì xăm tên thì sẽ chia tay. Thì theo em nghĩ thì có nhiều người họ yêu nhau quá nhiều, tình yêu của họ thì quá đẹp nên họ muốn xăm tên nhau để lưu giữ lại những cái khoảnh khắc đó. Thì anh nói đúng, vợ chồng là duyên nợ, gặp nhau là duyên, cưới nhau là nợ, mà hết duyên hết nợ thì tự khắc là sẽ bỏ nhau thôi, đó là quy luật rồi. Cái đó thì không có liên quan gì tới cái vụ mình xăm gì hết trơn á. Còn anh nói sau khi chia tay nhục nhất là đi xóa, không thì quen thằng khác thì nó sẽ đánh cho hả phù mỏ. Đúng là sau này chia tay đi xóa thì nó cũng hơi ngại, sau này mình quen ai mà chỉ vì hình xăm đó mà nó đánh mình thì mình cũng nên bỏ cho rồi đi. Chứ đã chấp nhận yêu thì phải chấp nhận quá khứ của người ta, tại vì quá khứ thì đâu có ai hoàn hảo đâu. Thì anh nói mấy cái người da đen bóng á, như cây củi xăm mắt ói, cả nhìn như cái con ma cây á, cả trai và gái đều như nhau. Có thể là anh đang phân biệt chủng tộc á, tại vì hả cùng là con người cùng đam mê xăm nghệ thuật, nhưng không may nước da của họ như vậy nhưng mà họ vẫn xăm, bởi vì cái đó là cái đam mê của họ. Anh có dám đứng trước mặt của người ta mà anh nói như vậy không? Và đặc biệt cái nước da của người Việt Nam là da vàng, và các cầu thủ Việt Nam thì xăm quá là nhiều luôn, nhưng mà do luyện tập thường xuyên nên nước da của họ không giữ được, nên có thể là đen đi, giống như là cầu thủ Đại Đồng xăm kín hai cánh tay, thủ môn Dương Hồng Sơn thì kín một tay, đặc biệt là tiền vệ Lê Hữu Phát của đội tuyển Đồng Nai từng là khách xăm của tiệm em luôn, ảnh xăm rất là nhiều và nhìn ảnh cũng rất là men luôn. Anh khuyên không nên xăm tứ linh, thanh long, bạch hổ, chu tước và huyền ngũ, vì cái tinh nó quá cao, phong thủy sẽ lớn áp mình. Anh nói thì có lẽ rất anh rất là rành về phong thủy, cái đó là theo em nghĩ thôi, vì mỗi con người từ khi sinh ra và lớn lên đã có tướng số hết rồi, và trong quá trình phát triển chúng ta bị tác động từ bên ngoài vào thì tướng mạo của chúng ta sẽ bị thay đổi, hay còn gọi là bị phá tướng. Mà nếu bị phá tướng thì hình xăm thì em nghĩ cái hình nào thì nó cũng như nhau thôi, chứ không có riêng gì mà tứ linh. Còn anh nói nên xăm cái hình này không nên xăm hình kia thì cái đó có lẽ do tín ngưỡng của mỗi người. Nói xăm không đúng phong thủy, không đúng chỗ sẽ không tốt, vì đâu phải ai cũng tin vào phong thủy như anh nói đâu. Giống như xăm con cá chép á, đúng phong thủy sẽ may mắn, vậy thì ai muốn may mắn, muốn làm ăn được thuận lợi này kia thì người ta cũng xăm cá chép hay sao? Không biết anh có biết cái hình xăm bên sườn trái của cầu thủ rất nổi tiếng David Beckham, sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên. Đại khái ý nghĩa của nó là gì? Sống chết là có mệnh hết rồi, còn giàu sang do ông trời. Đơn giản như anh sinh ra, anh hát hay, có chất giọng hát hay, anh trở thành ca sĩ, có nhiều tiền. Còn cũng có nhiều người họ hát rất là hay luôn, nhưng mà họ không được làm ca sĩ vì gì, cái đó là cái số của người ta. Còn anh nói có những bạn không biết chỗ xăm trên cơ thể không hợp phong thủy, rồng cá hổ, thì em được biết và tìm hiểu trên mạng thì khá là nhiều nam ca sĩ Việt Nam xăm rồng cá hổ, giống như ca sĩ Duy Mạnh xăm kính tay trái cá và hoa sen, và cá rất là nhiều màu. Ca sĩ Lâm Chấn Huy, Lâm Chấn Khang thì phun cái tay trái hình cá chép và cá hóa long. Còn anh Ưng Bằng Phúc thì bên phải thì bạch hổ, bên trái thì là thanh long. Và gần đây nhất là người có thế lực trong showbiz đó là anh Đàm Vĩnh Hưng, thì bên ngực phải qua vai có thể xuống khuất lưng luôn, đó là một con rồng. Các bạn thử coi thử đi, và rất nhiều ca sĩ khác, nghệ sĩ khác luôn. Anh Hưng thì mới xăm gần đây thôi, em được biết là do em coi Facebook của một cái thợ xăm ở trên Sài Gòn đăng tải lúc 8 giờ 37 phút ngày 8 tháng 10. Như anh nói thì không nên xăm tứ linh, xăm con rồng, con hổ thì sẽ vô tù. Nhưng anh Hoàng Ưng, Hoàng Phúc thì anh có cả hai luôn. Còn diễn viên Lâm Tuấn thì xăm quá là nhiều luôn, cá hổ thì có đủ. Còn anh Yến thì khá là độc luôn, xăm thánh giá, còn những có Chúa Giê-xu đóng đinh trên thập giá, không biết anh nghĩ sao và sẽ bình luận như thế nào. Con gái không nên xăm hoa vì hoa tượng trưng cho sắc đẹp thì sẽ hút hết cái đẹp, làm cho là con, nếu mà ai muốn làm gái thì phải đi xăm hoa, giống như ca sĩ Uyên Linh, quán quân Idol 2010 thì xăm hoa đào trên tay trái, diễn viên Trương Duy thì xăm hoa mẫu đơn, ca sĩ Kim thì hoa hồng bên vai phải. Em chỉ nói vậy thôi, chắc là rất là nhiều bạn của fan của anh thì rất là ghét em, nhưng mà em cũng nói luôn là em xăm nhiều bởi vì công việc nó như vậy và em thích như vậy, em cũng không quan tâm các bạn nói gì đâu, tại vì các bạn cứ chê em dơ dơ bẩn bẩn đen đen hay đại loại như thế nào cũng được.